Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đi đến huyện Châu Thành A của tỉnh Hậu Giang, đến cái điểm bán cây kiển của Tài ở Châu Thành A nha quý vị. Mình đi vào để mình giới thiệu đến quý vị những cây kiển tại đây. Rồi, hôm nay có gì Tài ơi? Mấy cái bông chai thành phẩm với đây nè nhìn đây nè mai thành phẩm hay mai gì, mai phôi với cây thành phẩm rồi vậy em số cây bông trang trước đi. Rồi đầu tiên là bông trang ha. Sam chín ngang 75 anh. Rồi cây này là thành phẩm rồi phải không? Thành phẩm, cây này em chơi 6 năm mà anh coi em quấn cái tai, chơi tai là thành phẩm. Chơi tai chứ không phải là chơi cây hồi nhỏ, nó lớn 6 năm tai rồi đó. Rồi. Nè, mà đế cũ đẹp lắm. Rồi cái đó cỡ 10 anh, đo rồi 10. Rồi anh dạy nên coi nó không có lỗi tai, chi tai uống mà dặn sát vô đây không à, chứ không thấy ấy. Cây này nó lắm. Rồi cái gì thì giặt ra báo. Bông đẹp nữa. Rồi. Xen vòng coi. Bông nhỏ lá đỏ. Ở bông đỏ lá nhỏ. Cái này xây nửa vòng, xây nửa vòng. Lắc nửa vòng thôi. Lắc lên vô cho cái coi là coi cái đế luôn. Rồi, chỗ nào đế chỗ nào? Để cho nó coi đế đẹp lắm. Cây này nó thành phẩm hết trơn này. Này chơi làm mấy ảnh dẹp lên, dẹp lên. Vô dây lại là cây ok. Đó, nguyên cái bự đấy, nó bự vậy đó. Cây số 1. Cây này giá 3.8 anh. 3.8. Ship tới Bình Dương. Tới Bình Dương. Dạ. Rồi. Tới cây này. Cây này nó cũng đang chấm bông. Để đi đi. Cao căng kính. Cái kia nhỏ. 60 anh. 60. Cái bự này nặng. Cái này phần 49. 49. Rồi, cắt chơi đó ha, cũng mượn anh ha. Cũng muốn cái gan cái đó đó, mà cây đó cây này cũng tàn cái gan gì luôn đó. Rồi. Cây này đấy thì nó nơm đẹp. Đấy bự bự không à. Rồi. Tàn là chơi uống cái gan đó lên, luôn. Giả lên, giả lên, giả lên. Dán nó chút. Ờ hồi bứt cái. Đó. Rồi. Mà nó ấy. Rồi đều vậy ha. Dạ, lắc được không? Được. Rồi giá luôn. Cái này 2.2 cũng bao ship gan gì anh? Tới Bình Dương. Dạ. Lý do là sao là Bình Dương mà? Nếu mà ba ông tha Đồng Nai đâu cũng được luôn, tại vì Bình Dương có xe mình gửi, biết xe đâu gửi cho cây nó an toàn vô thùng á. Rồi. Không thì rồi bán cũng mấy chú cũng trên đó. Rồi. Với cặp này nữa anh, này bán cặp. Rồi cặp này mình khỏi đo, hết đo luôn anh. Đo đi ha. Đi sao đi. Sao thôi. Đây 49 đâu. Này 37 đi. 37 38 37 đi. Rồi lắc cái mặt kia qua. Cũng hồi đó trồng trong cái chai. Cái chai ha. À, trong cái chai giờ đế nôm nó vậy đó. Rồi cây vậy thôi. Già rồi. Chưa? Cái này già 65 không cũng mấy đó, mà cái thằng mấy này để trong chai đài nó quá rồi, không có bỏ rồi, ra. Cặp này nhiêu? Cặp này 2.2 anh. Cặp mới bán phải không? Không, cây không bán. Rồi. Được rồi. Thấy gì thôi. Cây đấy nói chung là cụm không, trồng cái trồng đi, trồng cái chai mà rồi mới xuống vô chậu. Rồi, cặp này 2.2. Dạ. Rồi, đổi. Đó, cây đó luôn. Cái, rồi. Cái này anh cầm đi. Cầm cái gì? Cầm đi thì. Cầm đi đó mày. Cây đi. Ừ. Trời ơi, cây này cũng chủ cậu giống là khẩm nè. À, còn cây mới em mới làm. Cây mới nữa hả? Chứ khác cây hả mà? Cây thứ cũng cặp đó, mà nhưng mà em chưa có làm á. Cây bữa hôm bán rồi phải không? Bán rồi. Rồi, cây thắt đổ này nhiêu? Cây này giá 2.5 triệu anh. Tại vì cây này nó không có... Lý do bonsai phải không? Bonsai cũng uống cũng cặp đó. Rồi, đỏ lá nhỏ. Dạ. Yeah. Rồi, cây này 2.5 triệu. Gửi cái chậu luôn. Dạ, yeah, gửi vô thùng giống thịt. Rồi, kéo thử cái này chiều đổ từ trên xuống coi. Tám mươi hai anh. Rồi cái này bày ngang
59. 59. Không không tới anh ơi. 50 đi, rồi. Đợi 50 đi, 56 mà 50 đi. Rồi. Rồi. Cái này chỗ này là đo là 13 nè anh. Ngang đây nè, có đo rồi. Rồi. Quay đó. quay cái lưng cho qua đi. Đây. Úp cái đầu xuống. Rồi, 13. Đẹp không? Lắm. Đây vòng 6-7 năm trong đây không đó, chứ không có mà để vô. Rồi. Cái này hai cây này luôn. 2.2. Cái ông 2.5 anh. 2.5. Rồi tới cái này. Hai cây ông trang phôi anh. Nãy giờ số sao rồi? Nãy ông không ghi số giùm chơi, Cái số 1, số 2, cái đoạn cặp rồi ghi đi, số 1, số 2, hai cây. Rồi giờ tới phôi nè. Lát phôi này số 1 nè. Rồi, cái phôi số 1 đi. Ghi liền đi. Ghi đưa cái viết cái đó kìa. Rồi mấy kia thì nó không có ai giống rồi. Ai vậy. Cái này 17 nè anh. Đây số 1. Đây là số 2. Rồi. Đây là số 3. Trang gì? Con trang nhỏ lá đỏ anh. Trang nhỏ lá đỏ, cây này chưa mới nha anh. Ơ cây bông trang lá đỏ, bông trang đỏ lá nhỏ. Ờ chứ quay. Đây quay đi. Được rồi. Cao rồi, có 2 tấc chứ nhiều. Tấc số 3 là một cặp. Tấc 7. Rồi, giá. Cái cây này giá 1 triệu 8 anh. 1 triệu 8. Cái cũ của nó bụi lắm. Cũ nó tới rồi. Cái cũ nó tới 37 lận. 37. Rồi đổi. Qua anh đây. Đây luôn này. Rồi cũng vậy luôn phải không? Cái này có cành bay. Cũng cái... nhỏ trang đỏ lá nhỏ ha. Dạ đúng rồi. Này nó liền anh, có 2 thằng. Cái cặp số 5 anh. Này cặp số 5 ha. Rồi ghi số đi. 24. Cành bay nó phóng 35 anh ơi. 35. Rồi. Cái này 900 anh. 900. À. Quay vòng nữa coi. Hai con cây này riêng, cây này cây này 900. Cây này cây này nó giá chưa? Cây này nó giá 1 triệu 8 rồi. 1 triệu 8. Rồi. Vẽ số vô. Vẽ số vô. Cặp số 5. Cây này bông trang sen. Rồi vậy luôn đi. Trang sen. Trang sen bông bự bự gì không nè. Mà rồi. bà chủ nhà bà nói cái cây này nè. Đâu 40 năm giữ dài lắm dài. Nè, giờ rồi nhiều khi bà cũng phát đại lên chút. Cái đó không biết sao nó dài lắm dài cây. Rồi. Nè. Cả 20 năm đi. Ờ, nó già lắm già bà nói gì bà mình là bà cũng tám mấy tuổi hơn. Rồi. 8 mấy tuổi bà lẫn rồi. Rồi. 85 anh. 85. Rồi. Hết luôn đi. Rồi. Rồi 39. Hoàn hảo thôi. Hoàn hảo đi 39 nè. Rồi 39. Rồi quay vòng nữa đi. Cắt lắc cho tiếp nữa không? Rồi nhiêu? Cái này 2.2 anh. 2.2 trang sen. Trang sen. Thôi. Rồi đổi. Số 8 phải không? Cái đó già thiệt á. Mà bà này. Cái đó số 8. Số 8. Cây này số 9 à. 9 là. Cái này vàng Pháp anh. Cây đó đây không. Vàng Pháp. Dạ. Để nó luôn đi anh, quay với nó luôn đi được không anh? Quay thì nó không có được rõ ràng. Rồi để lên đi. Lên thì giờ dễ nhìn hơn. Đi vòng 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 thì không có đẹp. Rồi quay em luôn đi. Rồi quay lắc đi. Ừ lắc vậy thôi để coi tàn. Rồi vàng Pháp phải không? Dạ vàng Pháp. Cao nhiêu? Mét rưỡi đó anh ơi. Cao mét rưỡi. Cũng mét đi. Ngang mét. Đây khoan để coi coi có nào bông có gì chưa. Có này. Cây này có bông rồi mà bứng hổng gài nên nó đang ấy giờ nó mạnh lại rồi. Để rồi. Yên tâm đi. Rồi cây này. Cây này 2.5. 2.5. Nguyên bụi. 66 à. 66. Rồi dịch nó đi. Đây đó cái cũ của bự. Liền coi liền ấy không? Liền, bé liền. Này liền. Liền. Anh này anh bứng nè, mướn anh bứng luôn đó. Bé này liền. Em dò em gì đâu có đi bứng được.
16. 16. Trên đây coi. Thôi được rồi. Trên đó có 10 chứ nhiêu. 9 10. Rồi lắc nửa vòng anh Hùng, lắc lắc đi. Đi qua đó mới thấy. Rồi dính dính bả cũng được mà. Rồi vàng pháp. Ủa? Đúng rồi. Đúng rồi, vàng pháp. 2 triệu rưỡi. Nhiêu? 2 triệu rưỡi à. 2 triệu rưỡi bụi. Bảo ship tới đâu? Bình Dương hả? Dạ. Rồi bảo ship tới Bình Dương. Rồi đổi. Rồi thôi cái hỏi nhanh. Thì hỏi thôi, hỏi để đó đi. Rồi, coi cái mai đi. Cái mai số 10. Cái mai số 10. Ủa, cái mai, cái hỏi số mấy? Số 11. Cái hỏi là hết rồi phải không? Còn nữa không? Còn rồi, quay đi. Cái mai đó. Ừ. Đúng không? Rồi, quay. Quay ha anh. Ừ. Để em đo cái quay, quay cái ha đo. Người bạn quay đâu rồi? Chưa quay người ta lấy quay. Rồi, nó ăn cắp trộm mà anh ơi. Có bằng quay không mà nó cũng ăn cắp trộm bằng quay này nữa. Rồi cao. Rồi, sợ cao đi. Sợ ăn trộm lắm rồi mới bắn. Vậy tao đổ chậu xi măng thầm là 63 anh. Nó khỏi ăn trộm. Rồi 63. Rồi thuốc trên đây luôn đi. 36. Rồi. Rồi cũ luôn đi. Cũ nè. Cho cũ nó bự. 84, 85. Đúng 85 luôn đó. Đó thuốc trên ở dưới đây ha. Cây này rồi lắc giá, lắc nửa vòng đi. Cây này giá 6 triệu rưỡi cũng bao ship. Mai gì biết cắm. Mai vàng. Quay. Cây mai vàng. Quay nữa. Rồi. Rồi để nôm. Để nôm. Đấy rồi đo từ cái này luôn cái 24. Rồi. 6 triệu rưỡi. Dạ. Bao ship bao nhiêu cây số? Tới Bình Dương. Tới Bình Dương rồi Cà Mau không ship hả? Cà Mau dài xuống luôn tại vì thì nói mẹ 300 cây số đi. Rồi. Ok. Bình Dương không tao lẽ nói, tao nói có 200 mét rồi. Đi 200 mét ở nhà. Rồi. Rồi còn tí luôn cười luôn rồi luôn. Cái ổi nữa. Cái ổi luôn dạ. 200 mét thì để tại rồi. Bán tại nhà. Phải đụng 200 mét nó không mua luôn. Ổi này 73 anh. 73. Ổi này ổi gì? Ổi không hạt 69. Ổi không hạt trái bụi bụi vậy nè. Rồi giờ quay nửa vòng coi. Quay thấy đi mua mai không được gặp cái này. Mua luôn. Ổi không hạt phải không dạ. Chứ không phải là ổi ổi xẻ ổi ấy không? Ổi không hạt thì chứ nhà đó cây nó lên đang lên nụ nhiều lắm. Già cây lắm rồi. Rồi ở trên này là nó có bị 20 năm mấy năm. Nó có bị lỗ ở đây nè. Đây giờ đây nó có cái ấy đây luôn nói. Đó, khe luôn. Có cái khe từ đây xuống đây. Ọt xuống dưới luôn. Xử lý rồi ha. Yeah, em cũng xử lý xương xương à. Tại vì cái không có đồ nghề dài mà để xử lý. Rồi cái này giá 2 triệu rưỡi. Bảo ship cũng 300 đi luôn. Cây này 2 triệu rưỡi là lời. Nếu mà là lắm nhỏ lắm 300 ngàn không được. Rồi. Mua cứng quá. Mua cứng. Rồi. Đi. Cây bông trăng đó. Hỏi đang ghép mà bán gì được. Rồi cây mai khủng. Rồi cây mai khủng. Cây mai này em cũng mới mua hàng em ở 1.000. Cái này chắc cũng cỡ mét tư hay mét rưỡi. Thôi mét rưỡi đi. Mét rưỡi đi ha. Rồi đấy nhìn cái dáng nó từ xa coi. Đây cũng cỡ mét tư luôn đi. Rồi cái này mới vô rồi Tết đâu có bông hả? Cái này có ít tại vì em đang thay chậu nó sợ nó si em nên mấy cây này yên tâm đi mảnh đang lá non nó ra phà nè. Thì Tết không có bông. Rồi. Tết thì bông một hai bông ít bông rồi. Nó có ít thôi. Rồi nó có mấy cái này cũng nó có mấy cái mặt cắt mà liền trơn rồi. Mặt cắt già nó kéo muốn phân nửa trên phân nửa ở trơn rồi. Em thấy nó ấy rồi về em xử lý keo lại trơn không có gì ok. Rồi quạnh nhiêu? Rồi để em phóng lên đo rồi. Năm mươi bốn đi anh trên đây 54. Rồi đo cái cũ luôn cũ đặt rồi nha. Rồi hạo đại đi trời ơi không hậu chứ chạy
80 đi. Rồi, trên nó 80 đi. Trên nó cũng chỗ này cái nước đây. 72. Rồi đo chỗ bự không, bây giờ đo dưới cái nắp nè, cây này coi. Không. Nắp ừ. Cái lựa chỗ bự đo hoài, rồi đo chỗ nhỏ coi. 47 nè. Rồi đo cái tay đầu tiên, tay số 1 bao nhiêu? 19. 19. Rồi. Cái một đường ha. Đi được rồi. Rồi giá sao? Cái này giá điện thoại cho anh đây. Tại vì cũng mới mua anh em về để đây. Anh em nào thích cây này thì giao lưu qua điện thoại đi. Rồi giá đổi cái điện thoại hả? Alo quá. Điện thoại lỗ dịch luôn á. Đổi cái iPhone được không? iPhone cũng lỗ nữa. Trời vậy cái này khủng lắm hả? Ừ, cái phone có 10 mấy chiên, 1 triệu như 12 nhiêu. Rồi cái này là hơn hút nữa. Rồi. Hút luôn. Ờ mua hút á. Đổi chiếc xe mà Atlas được không? Trời ơi, không ho dữ vậy. Hả? Dữ vậy. Không được luôn. Già dữ lắm, già rồi. Nói cây này nó dữ lắm, già rồi. Bán cái vừa này luôn. Rồi vậy. Cái vừa đó. Vậy á. Rồi vậy. Chào này, cảm ơn cô chú đã ủng hộ clip vừa rồi. Rồi, dạ. Mến chào dạ. Quý vị và các bạn luôn nha. Dạ. Rồi, đổi chiếc phu trời ha. Rồi, mến chào tạm biệt. Đây, cái mai. Sau này anh có ấy nữa quay cho em cặp